Dijo que tiene que traer la máscara. No.
Chị cần người đàn ông lúc nào cũng quan tâm cho Du, lo cho Du mọi chuyện đó hả? Chị đi in lên cho Du. Chị đi, Du phải nói với nó. Du phải show cho nó thấy là như vậy. Ờ, mày hồi xưa mày như vậy, bây giờ mày là như vậy. Mày có thấy mày sai, mày trái không? Du phải nói chuyện rõ ràng, nói chuyện không phải là cả lộn. Nói chuyện rõ ràng, ok, bây giờ mày phải im lặng để tao nói, mày nghe tao nói trước. Nó là như vậy, như kia, như nọ. Giờ tới mày hố khe về tao nữa. Mày không có còn thích cái người đấy thân thiết nữa. Mày không có phải là cái người vậy mày nghĩ. Nếu mà trong một gia đình giờ mày phải nghĩ tới tương lai. Hôm nay tao này quen nhau chỉ có như vậy thôi. Yeah.